là những con số ấn tượng đến từ kết quả của mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng điện tiết kiệm hiệu quả năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với hàng trăm nghìn hộ gia đình tham gia, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội, phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 đã tạo được sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu quả thiết thực trong nhận thức và hành động của người dân thủ đô. Sau 3 năm tổ chức, phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đã từng bước được mở rộng, đổi mới và lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng. Cùng với Sở Công Thương, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã không ngừng tìm kiếm, đổi mới hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng hộ gia đình, từng tổ dân phố một cách cụ thể, thực chất như phát hành 35.000 cuốn sổ tay tiết kiệm năng lượng trong gia đình cho các hộ gia đình. Sổ tay này giới thiệu những lợi ích khi thực hiện tiết kiệm điện, phổ biến kỹ năng sử dụng trang thiết bị tiết kiệm điện. 58 mô hình hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng được xây dựng. Bên cạnh đó, mạng lưới tuyên truyền cũng đã được hoàn thiện. 300.000 hộ gia đình thủ đô đã tự giác phấn đấu thực hiện tiết kiệm, đạt mức tiết kiệm 2-15% trong năm 2013. Không chỉ là 30 triệu kWh điện tiết kiệm được, không chỉ là 300.000 hộ gia đình tham gia tích cực vào phong trào, mà quan trọng hơn, phong trào đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong thói quen sử dụng điện của mọi gia đình. Bây giờ cần phải tiết kiệm, trước tiên là kinh tế nhà mình, thế đã tốt. Thứ hai là chúng chia sẻ với xung quanh, với cộng đồng. Tôi thấy là cái phong trào nó đã lan tỏa với chúng tôi đã được hưởng ứng. Tại lễ tổng kết phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng diễn ra sáng ngày 26 tháng 12 năm 2013 tại trụ sở EVN Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Năng lượng, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã ghi nhận những hiệu quả thiết thực của phong trào này. Đây sẽ là tiền đề quan trọng cho EVN Hà Nội nói riêng, các đơn vị ngành điện nói chung, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả trong cộng đồng. Sự vào cuộc của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đó là một cái góp phần quan trọng cho phong trào thành công, đặc biệt là Tổng Công ty Điện lực đã góp cái nguồn lực về nhân lực, về nguồn vốn để cho thực hiện hoàn thành 300 cái buổi tuyên truyền tại các tổ dân phố. Và buổi tuyên truyền này thì Công ty Điện lực đã chủ động liên hệ với các tổ dân phố, bố trí thời gian trong giờ làm việc, ngoài giờ làm việc, thậm chí là cả buổi tối để mà chúng tôi phổ biến các cái kỹ năng cho người dân, đặc biệt là các cái kỹ năng của 15 cái gia dụng chính trong gia đình để mà thực hiện tiết kiệm năng lượng.